Hôm nay trời nắng lên rất đẹp, mẹ quyết định đưa cà rốt đi công viên dạo chơi. Chà, hôm nay có nhiều bạn nhỏ đi công viên quá. Mẹ cho con vào chơi với các bạn. Ừ, nhưng con phải cẩn thận, người đông dễ bị lạc. Chỉ chơi gần chỗ mẹ thôi, không được đi quá xa đâu nhé. Bị lạc thì làm như thế nào ạ? Con thấy chú bảo vệ ở đằng kia không? Nếu lỡ bị lạc thì con có thể tìm đến các chú bảo vệ và nhờ các chú ấy thông báo cho mẹ. Vâng ạ. Không được đi theo người lạ. Nếu có hỏi đường thì phải tìm những người có đồng phục như công an, bảo vệ hoặc là một người bán hàng để hỏi. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Mẹ ơi, mua bóng bay cho cà rốt. Chú ơi, bán cho cà rốt nhà tôi một quả bóng bay đi nào. Thế cháu thích quả nào? Cháu thích bong bóng hình con bọ dừa ạ. Của cháu đây, cháu ngoan lắm. Alo, tôi nghe. À, mẹ Ruby đấy à? Ôi, bóng bay của con, bóng bay của con, bóng bay, bóng bay. Ôi, mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Bạn mãi chơi nên bị lạc mẹ rồi. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Ngồi khóc chờ bụt ghé thăm, đi tìm mẹ. Ông bụt chỉ giúp đỡ cô Tấm mà thôi. Bạn hãy tìm cách khác đi nào. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Ngồi khóc chờ bụt ghé thăm, đi tìm mẹ. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Mỗi khi bị lạc, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là xác định xem bạn đang đứng ở đâu. Không nên khóc toáng lên, sẽ gây sự chú ý cho những kẻ có ý đồ xấu. Mình đang đứng gần ở khu cầu chuột, mình phải làm gì đây? Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Đi lòng vòng trong công viên để tìm mẹ. Tìm đến chốt bảo vệ để nhờ giúp đỡ. Rất tiếc bạn đã chọn sai, bạn không nên tự ý đi lung tung trong công viên, vì công viên rất rộng lớn mà người thì lại đông, sẽ rất khó để tìm thấy mẹ. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Đi lòng vòng trong công viên để tìm mẹ, tìm đến chốt bảo vệ để nhờ giúp đỡ.
mừng bạn đã chọn đúng. Bây giờ, nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tìm đường đến chốt bảo vệ và nhờ họ gửi thông báo cho mẹ của mình. Bắt đầu hành trình thôi nào. Con chào cô ạ. Con có biết chốt bảo vệ ở đâu không mẹ? Đi với cô dẫn đến đó nha con. Dạ, cô của chị cháu chưa đi được ạ. Để cô dẫn đi, cô cho kẹo này, lát nữa cô dẫn đi mua thêm nhiều đồ chơi đẹp, chịu không? Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Đi theo để nhận quà, kiên quyết không đi. Bị lừa rồi nhóc, không có kẹo đâu, ta sẽ mang thằng nhóc này đi bán để lấy tiền trả nợ. Rất tiếc bạn đã chọn sai, chúng ta không nên nhận quà hay đi theo người lạ đâu, nếu gặp phải người xấu thì nguy hiểm lắm. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Đi theo để nhận quà, kiên quyết không đi. Bạn đã chọn đúng. Khi ở ngoài một mình, chúng ta tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì của người lạ. Thôi không được đâu ạ. Mẹ cháu dặn không được đi cùng người lạ. Tạm biệt cô. Đạt ơi, về đây chơi cùng tụi mình đi. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Vào chơi cùng các bạn. Tiếp tục đi tìm mẹ. Trời tối rồi, tụi mình về đây. À, các bạn vừa hết rồi ạ. Mình phải làm gì đây? Mẹ. Rất tiếc bạn đã chọn sai. Bạn đang bị lạc, cần phải tìm mẹ gấp, không nên ham chơi đâu. Theo bạn đáp án nào là đúng sau đây? Vào chơi cùng các bạn. Tiếp tục đi tìm mẹ. Chúc mừng bạn đã chọn đúng. Mình không chơi đâu. Mình phải đi tìm mẹ. Mình bị lạc mẹ rồi. Ê, đi đâu vậy nhóc? Có tiền không? Ha ha ha, có tiền không? Đưa cho ta một ít. Bạn ơi, tìm kế thất thân thôi nào. 36 kế chuồng là thượng sách. Bạn hãy chạy thật nhanh để thoát khỏi người đàn ông này. Nếu bị các luống hoa cản đường, hãy chạm vào màn hình để nhảy qua nhé. Cố gắng đừng để hắn tóm được. Chúc mừng bạn đã thoát khỏi người đàn ông đáng sợ đó. Chút bảo vệ ở đâu nhỉ? Bạn hãy tìm một người có thể tin cậy để hỏi đường nhé. Chạm vào người mà bạn muốn hỏi. Chúc mừng bạn đã chọn đúng. Khi bị lạc,
nếu không gặp người có đồng phục thì chúng ta có thể chọn những người bán hàng để hỏi đường. Chúng ta cháu hỏi đường, chúc bà vợ của con biết ạ. Cháu đi thẳng tới hai con đường phía trước, rồi rẽ vào con đường bên cạnh vòng quay xích đu đằng kia, đi thẳng là tới nha. Cháu cảm ơn chú. Bạn hãy chọn một trong hai con đường để đi đến chốt bảo vệ. Hãy chạm vào để chọn nhé. Rất tiếc bạn chọn sai rồi, phải chọn con đường bên cạnh vòng quay mới đúng. Bạn hãy chọn lại đi nào. Chúc mừng bạn đã chọn đúng. Bây giờ, bạn hãy tự di chuyển đến chốt bảo vệ, chạm vào màn hình để đi. Cháu tên là Cà Rốt, cháu bị lạc mẹ ở công viên này. Chú giúp cháu đi mẹ. Đợi chú một lát, chú sẽ thông báo trên loa cho mẹ cháu đến đây. Thông báo, bé Cà Rốt 5 tuổi, mặc áo màu cam, đi lạc, hiện đang đứng chờ mẹ ở chốt bảo vệ của công viên. Mời phụ huynh cụ bé tới để đón bé. Xin cảm ơn. Con xin lỗi mẹ, tại vì con mà chơi con mới bị lạc ạ. Mẹ xin lỗi nhé, vì mẹ mãi nghe điện thoại nên con mới bị lạc. Cà Rốt giỏi lắm, con đã nhớ lời mẹ dặn và làm theo rất tốt. Mình về nhà thôi. Cảm cháu ơn cảm chú bảo vệ chú. Nhé. Chúc mừng bạn đã học xong kỹ năng ứng phó khi đi lạc. Sau bài học vừa rồi, bạn cần ghi nhớ những điều sau. Khi bị lạc ở trong công viên hay siêu thị hoặc bất cứ nơi nào, trước mắt chúng ta cần bình tĩnh để xác định xem mình đang đứng ở đâu. Sau đó, hãy tìm một người có đồng phục như công an, bảo vệ để nhờ giúp đỡ hoặc chọn một người bán hàng cố định để hỏi. Tuyệt đối không đi theo người lạ hay nhận quà của bất kỳ ai.